Rồi xin chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ mình sẽ về một cái khu vực ở miền quê của cái tỉnh Hải Dương để mình dự một cái đám cưới. Thì bây giờ mời cả nhà mình xem cái đám cưới này. Đây là mình đang quay buổi chiều ngày hôm trước nhá. Ở đây thì nó sẽ ăn làm hai lần. Thứ nhất là buổi chiều ngày hôm trước và hôm sau, buổi sáng hôm sau. Sáng hôm sau ăn sẽ ăn vào lúc 8 giờ sáng nhà nhá. Thế đây bây giờ mình sẽ quay sơ cái đám cưới cả nhà xem này. Đây. Đấy, nói chung là trang trí thì cũng như bình thường, như bao miền quê khác cả nhà thấy không? Đó. Đấy. Mình sẽ quay đầy đủ cho cả nhà xem nhé. Đấy. Ở đây này một cái vùng quê cả nhà thấy không đây? Vẫn có làm ruộng cái cả nhà thấy không này? Rồi. Ở đây thì người ta sẽ phục vụ và nấu tại chỗ luôn nè nhé. Đây sẽ là cái món này này. Đây xung quanh trên đây là người như người nhà nhé, nhà hôm nay cỗ thì cỗ đặt sẽ đặt thế rồi, nhưng mà vẫn người nhà vẫn đến nhá. Đây thì cố quê này thì gồm có cái món này nhá. Thì đầu tiên là cái món xương hầm khoai sọ này, không thể thiếu được là món gà nhá. Đây chả này, rồi cá rán này, bò xào. Đấy. Đây là mới có là cỗ buổi chiều nhá, là cỗ buổi chiều này cả nhà thấy không? Đây chỉ là cỗ buổi chiều thôi này nhé. Đấy. Bây giờ khách bắt đầu mới đến này. Đấy. Đây cảm ơn các bạn nhé. Thấy chưa? À, mời cả nhà ăn cỗ quê hương nhé. Dí sao? Dí sao? Ok đấy. Lại từ đầu. Chưa được. Rồi, rồi cả nhà nhá. Đây. Nhá. Đó mời cả nhà nha. Ok nhá. Hình thức thôi. Anh đi ăn. Này, xong rồi chú uống xong rồi cái bông miếng này chú ăn cái để quay. Rồi, ok. Rồi uống nào. Nhá. Rồi nằm đi quay. Ngon rồi. Chú ơi, về bông miếng ớt mà ăn cay cho nó cay. Ok chưa? Không. Chúng ta chú ở nhà làm không anh đi. Rồi Diễn. Đã có miếng rồi. Miếng gà. Đúng rồi, miếng gà đi. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay sẽ quay quả chú sẽ ăn gà nhé. Mời cả nhà nhé. Gà này, giới thiệu mọi người, gà Bắc Giang. Đây là hôm nay này. Rồi ok, này chú sẽ ăn này. Rồi đớp qua đây. Rồi nhìn nhé, gà đúng rồi, đùi gà ngon luôn này. Rồi đớp. Sao cả thế nào? Có tí lá chanh và đúng thịt gà luôn. Ờ, ok chưa? Thịt gà phải có lá chanh. Nói chung là thật với cả nhà là hôm nay mình về, mình ăn cái đám cưới này thì đúng là mình một cái miền quê luôn cả nhà nhỉ. Đây, mình quay xa cho cả nhà mọi người xem này đây nhé. Đây là cái cánh đồng này. À. Đấy, đúng một cái đường làng quê luôn cả nhà thấy không? Đấy, một cái làng quê rất là yên bình nhá. Thì người quê thì cả nhà biết rồi, một cái đám cưới bà con họ hàng ăn từ hôm trước, chứ chiều hôm nay là ăn rồi, mai mới là cưới chính, nhưng hôm nay là ăn cũng hoành tráng rồi cả nhà thấy không? Đó. Nói là một vùng quê thôi nhưng mà
quê này thì người ta lại khu công nghiệp về sát đây luôn này cả nhà. Đấy. Nhưng vẫn là quê người nhà nhé. Cái nhà thấy đẹp không? Cảnh rất non nước hữu tình luôn này. Đây là xem là đây là có buổi sáng nha cả nhà nhé. À, đây là có buổi sáng này. Ở đây là khoảng 7:30 sáng là bắt đầu ăn rồi nhé. Ok. Rồi. Rồi, cả nhà thấy không? Bây giờ này 7 giờ thôi. 7 giờ sáng này ăn cỗ hết rồi nhà thì. Cái này nó không có động lực hô hả các nhà đâu. Thôi bây giờ thì cũng mình cũng kết thúc video này nhé. Tại vì còn đi đón dâu, nhưng mà đón dâu thì mình không kịp chuyến bay. Mình ăn xong là mình lên máy bay luôn thôi. Mình chào cả nhà nhé. Mình kết thúc video này nhé.